Phía trước của chú anh chị đó là hai đứa con khờ của anh Biển ra đi vì tắm sông, vì một chiếc dép của chú anh chị. Thì chiếc dép đã của người con anh Biển đã trôi ra và anh Biển lội ra vớt, và không may thì anh Biển 42 tuổi đã ra đi mãi mãi, để lại hai đứa con khờ. Giờ thì hai đứa con khờ đang thắp hương trước bàn hương án của người cha mình, và hiện tại hai đứa con này vẫn chưa có nơi nương tựa và đang sống nhờ vào một người ông nội. Và hiện tại thì tụi em đến đến trợ duyên cho hai đứa con của anh Biển để có một cái động lực trong cuộc sống. Mời cô chú anh chị và các bạn cùng đón xem hết video để tìm hiểu về gia cảnh của hai đứa con của anh Biển bây giờ đã ra sao nha cô chú anh chị. Hai đứa con đang lại trước vong linh của người cha của mình đó cô chú anh chị. Của anh Biển mà khoảng mười mấy bữa trước mình có ghé đây, rất là thương tâm khi mà một người cha có hai người con thờ nè, mà cha vô tình đi vớt chiếc dép cho con mà phải ra đi vĩnh viễn tại cái con kênh ở phía trước cửa nhà. Thì hai cháu nhỏ này còn lại thì rất là thương xót đó. Chào hai con nha, hai con đang cúng cơm chiều cho cha hả? Dạ đó. À, mình xin nhắc lại đây là hai người con. Hai con tên gì quên rồi? Con tên gì? Khang. Khang. Còn nhỏ? Tình. Tình. Tình ha. Khang với Tình. Là con của anh Biển nha cô bác anh chị. Thì anh Biển vô tình đi tắm sông với cháu Tình nè. Cháu Tình gấp chiếc dép rồi người cha phải đi cũng như lội ra để nhặt rồi vô tình rồi ra đi luôn. Hôm nay nó mấy ngày rồi chú? Hôm nay chắc cũng tới trên 15 ngày. Dạ cũng ha, khoảng 2 tuần ha. Hai tuần rồi với sáu rồi. Khoảng 2 tuần. Thì hai cháu này á, thì sau khi có thì mẹ bỏ từ nhỏ đó, rồi cha phải nuôi rồi vô tình ra đi thì bây giờ còn rất là khó khăn đó. Mắc rồi bây giờ bỏ lại cho ông nội nè, cũng như mấy cô mấy dì với đồ nuôi. Vậy là khoảng 2 tuần này hả chú? Thì bữa nay chắc khoảng 15 16 ngày. Qua không kia. Dạ chú ơi, thì hôm nay con đến đây á, thì thông qua mấy cái video mà cha của hai cháu đó mắc ra đi rất thương tiếc đó, thì để lại hai cháu rất là xót xa, thì có anh Hải ở bên Mỹ có gửi cho con 5 triệu để trợ duyên cho hai cháu, tại vì hai cháu nghe nói cũng không có đồ đạc đồ mới đó, với dép đó. Thì con xin gửi đây là 5 triệu của anh Hải ở bên Mỹ để cho chú hoặc cái cô gì đó cũng như mua giùm mấy bộ đồ cho cháu với hai ba đôi dép gì hết chú. Rồi. Dạ con xin gửi ạ. À, đây là 5 triệu ạ. À, chú tôi xin nhận số tiền này để cho hai cháu tôi. Thì tôi thay mặt gia đình cảm ơn bên ban là từ thiện. Dạ. Ủa, con xin lỗi nha. Ủa, tay chú Tại bên đây mất hết cánh tay hả? dạ Bàn tay rồi. lúc thời đính chán rồi chị trốn tới mua khóa luôn, ta Dạ. cho ngay bán mình khóa, nhưng mà khóa trong đi lính còn khóa bằng Dạ. kiếp nổ mình lại. Dạ. Dạ. Vui không con? Có tiền mua đồ mới. Vậy bộ đồ mặc nha. À. Vui không? Dạ vui. Cảm ơn chú Đúng Hải đi. rồi, đúng rồi, con mời chú mời Hải. À. Nói luôn. Cảm ơn chú Hải. Cảm ơn chú Hải. Cháu Tình ít Cháu nói nhất Tình ít nè. nói. Rồi hai con cho mấy chú hỏi nha. Rồi tự không gài đó, rồi cha có về nói chuyện với hai con không? Không có. Không có ha. Tình có không Tình? Không luôn. Cha có gì đổi chiếc dép không Tình? Không Rồi, hả? đó dép, chiếc dép làm sao rồi, giờ còn không? Dục Dục luôn luôn rồi hả? ha. Đốt luôn hả? Đốt Đốt luôn luôn. rồi. Bữa hổm là con hẳn chiếc dép đó hả? Vì chiếc dép đó mà cha con ra đi phải không? Con có thể kể lại cho cô chú được biết cái sự việc mà con tắm với cha không? Bữa đó con tắm với cha làm sao? Rồi chiếc dép con gớp hay gì? Khờ lắm, không có nói nhiều. Thôi cái đó Ít nói. Con Đây là di ảnh của anh mẹ Biển với đứa mẹ với ra đi cha vì mình tắm sông đó cô trốn chú anh nhà công đâu có ra. Dạ. Thì hôm nay mấy anh em đến đây cũng trợ duyên cho hai đứa con của anh Biển ha, để có một cái động lực vượt qua cái sự đau khổ này. Thì chú ơi cho con hỏi thêm á chú, là nghe nói là bữa cô hai á có hứa là
qua đám sẽ dẫn mấy cháu lên trên Bình Dương cái gì đó sống, thì sự việc đó giờ sao rồi hả chú? Giờ cái phần đó thì cô hai con nhỏ thứ hai là chị bố của cha của hai này, thì nó có nói gì, nó nói ở đây với ông nội tạm thời về thời gian đó, mình cô dắt ra mãi ở mình tiếp ba mẹ đồng nai á, mới đặt cái lúa gì ở dưới sông đó, yeah. Cũng thiếu nợ người ta mà trốn ra tới mãi ở, mà ra mãi mần thì kiếm tiền dễ trả nợ hơn trong mình. Dạ. Thì ra mà ở mấy năm nay trả nợ cũng bọn rồi, cũng còn lại số ít. Dạ. Nó có nói gì chừng nào mà mình mãn tận rồi đó thì sống với ông nội được, sống không, không ấy thì ra mẹ ở với cô hai lo chỉ cho này kia nọ. Dạ. Dạ. Vậy trước mắt là hai cháu sẽ ở đây với ông nội. Dạ. Để làm cho tròn những cái đám tình hả chú ha? Dạ, đám tình hình như mình theo bên đạo hình như bảy thất. Dạ, bảy tầng. Vậy là cũng ở bảy tầng, sau bảy tầng đi rồi mới tính tiếp ha. Ừ. Vậy chú có thể nhờ người nè, người cô nào mà còn ở đây, cô Sáu ha? Cô gần ở đây thì cô Năm, cách đây khoảng mấy cây số ha. Mua giùm cho cháu vài bộ đồ mới giùm con nha chú. Cô không cái có cái chú gì ở màn kia đó, cô cũng có gửi tiền vô cho hình như 2-3 triệu rồi đó. Cho mua cho nó chiếc xe đạp, cho mình chiếc xe đạp nha. Dạ. Dưới quần áo thì có mua được ít bộ rồi. Dạ, vì để dành tiền đó cho hai cháu. Sau này tặng đám mình tình ha. Và cái có cần mình xài để xài, còn quần áo tạm thời thì coi như là có rồi hả chú ha. Cái chú gì ở mày thì quần áo cũng tạm được rồi ha. Dạ. Vậy mình để dành nó đi từ từ để mình làm đám cho cha của cháu. Cái này đây tôi tạm giữ đây rồi cũng đưa cho mấy đứa con tôi làm cho tôi già rồi. Chứ mình xích lại cái giường này ngồi đi chút. Đi hai con ơi. Ở đây nắng. Ở đây nắng quá. Mà ngồi đi chút. Mà ngồi lên giường đi. Đây là di ảnh của anh Biển, cô chú anh chị, là người đã ra đi vì chiếc dép ở giữa sông, thì anh lội ra để vớt dép cho người con út của mình, và vô tình thì anh bị chuột rút và không lên được, không qua khỏi. Thì đợt trước với anh em mình đó có quay để mà hỗ trợ cho gia đình xong cái phần an táng, thì giờ đây đến cái phần hậu sự cho hai đứa con, thì mấy anh em mình cũng đến đây để nhờ nhịp cầu của anh Hải ha, ở ngoài nước ngoài, thì mấy anh em mình cũng đến đây để giúp đỡ gia đình cái phần còn lại cho hai đứa em ha. Rồi hiện tại thì chú còn làm cái gì để trong gia đình mình sinh sống chú? Bây giờ mấy năm nay thì tôi già rồi, còn đây được 4-5 con ruộng gì đó, bây giờ tôi mà hết nổi gì cho người ta mướn vậy đó, rồi tới năm vậy đó là người ta trả tiền mướn cho mình xài đắp đổi. Đám vỗ, đám tiệc, đám bệnh hoạn rồi thôi đó, nó cũng hơi thiếu nhưng mà tạm sống vậy thôi. Dạ, rồi hiện tại ai còn ở với chú, người con thứ mấy? Dạ, người kia thứ 8 em có thằng chết, em được kế thằng thứ chết. Thằng kia thứ 7, nó thứ 8. Dạ, vậy là còn anh chị đó để làm kiếm tiền là nuôi chú với hai cháu này ha? Anh chị là tức mấy đứa con, tôi mấy đứa kia, đứa gái ha. Thì hôm nào đó con nhỏ thứ hai đó thì nói để lo qua đó mình tịnh đi rồi ra mãi đó, sống với cô ra mãi rồi mà nó đặt lợp dưới sông thí mà vuông nè. Dạ con biết rồi, cái đó gọi kiếm cá đi. Dẫn kiếm cá đó, nhưng mà sống với nó rồi nó không thẳng ngày lớn đâu, nó lo nó chỉ dạy cho những ngày mà ăn. Dạ thì hai cháu thì con biết rồi, ý con hỏi là ai còn ở với ông mà để lo cơm nước hàng ngày trong gia đình của ông đang ở đó. Thì bây giờ tôi thì riêng đặc biệt, tôi với cái thằng áo ngáo thì coi như chú còn người con bệnh nữa hả? Dạ, cái thằng kia nó lãng đãng gì à, cho nó bây giờ nó khờ kìm nó mắc cỡ không dám vô. Dạ. Rồi, vậy đó, có khi tôi với nấu cơm sáng rồi mặn gì vòng vậy trong bờ rồi dọn cây cối tứ cây này trồng cái kia ha. Có khi nó ở nhà cái nó cũng nấu cơm. Cái khi cũng làm được, rồi lần đi xích nè, yếu rồi nhưng mà đi xích vòng nhà làm được. Vậy đó, rồi vô cái có khi nó nấu cơm rồi ăn, mà bữa nào nó không có mặn thì vô mình mặn. Chú tay đó, chú nấu cái đồ được không? Được. Nấu cơm được luôn á. Cơm được.
Còn nếu mà cá thì có cái cán mát dài nè, cái cục cặp kẹt về cái người đứng dậy. Chàng ơi, chú hay vậy? Tìm mọi cách sống cho nó vậy. Dạ. Nội Khang, sao con không làm tiếp ông nội? Hồi cái lúc đó thì mấy đứa cháu nội thì nó ở bên kia. À. Kia rồi bây giờ có nó bên đây, chú sai nó làm việc nhặt vặt. Có khi cũng nhờ đặt vặt nữa. Rồi hai đứa có xe đạp là để làm cái gì mà thích xe đạp dữ vậy? Đi đâu? Khang, nói xe đạp con đi đâu chơi? Chạy vòng vòng hả? Ở đó hai... giờ có chạy xe đạp không? Hai anh em người ta một chiếc thôi, chú hai chiếc một lượt dữ vậy? Con chiếc hả? Chiếc đó đó ha. Đây mua được chiếc xe đạp. Chiếc đó đó ha. Mà tưởng đâu hai chiếc chứ. Chiếc để hai anh em chạy đó ha. Có thằng này biết chạy, còn nhỏ chưa biết chạy. Ở đây kênh gạch sông nước không à, đi chơi đâu cũng cẩn thận nha hai đứa. Biết lội nhỉ, biết lội thì nhẹ lo rồi chú ơi. Biết lội hả chú ha? Biết lội chân. Dạ. Thằng cha nó cũng biết lội nữa mà yếu. Chắc bị dập bẻ quá ha chú. Tôi độ ha, độ ra vớt chứ giỡn như này. Con ơi, về tắm với cha. Vậy con thường ngày tắm giỡn hoài hả? Nó hồi cái lên bữa nào trời nắng quá không tắm. Bữa đó sao con giật bẻ lội cái vớt nhát nhát lội ra đứng đi vô. Sao con nghĩ là vì gì đó rồi nó mới ra đi á. Rồi thằng này á thì nó nhóm tưởng đồng cha nó lặng hai gì kia nhóm chờ hồi. Rồi tới tối thằng này nó mới nói cho người nhà mình biết ha. Dạ tới chặn dạng là hết thấy đường. Tưởng cha nó đi trốn nó. Nó tưởng đồng cha nó lặng giấu hay gì ha. Lên mà không nói phải chi nói. Tới chặn dạng mấy gì hỏi. Lúc đó thì cháu nói với ông chú ha nói dài. Dạ tôi mới hỏi hét nó chứ. Thì lúc con xuống tắm với cha con rồi con lên cha con đâu nói cha con không có lên. Lúc đó mấy tiếng đồng hồ rồi? Từ khoảng cỡ... Nghe nói buổi chiều mà tới 7 giờ tối phải không? Ở 1, 2 giờ gì mà có gần 7 giờ gì đó em. 7 giờ gì đó là mấy mấy hay. 5, 5, 6 tiếng rồi. Mà chắc nửa đêm nữa. Cái xứ này thưa nhà ít người nữa rồi. Đâu có mượn ai được mà kiếm. Mà giác nó chạy tố hồn nữa. Mày phải đợi tới sáng. Tới sáng mới mượn người này kia nọ rồi. Cô bác sống hiện đó xúm lại rồi mới lội dưới mò. Mò từ trong ngõ mò ra, không gặp. Rồi đi về, gặp mấy ông mà cũng như thầy đấy, người ta chỉ nói. Về đi bây giờ, về trong đó, nó trôi trở ra chứ không có trôi trở vô. Về trong là giác này đó, về kiếm là gặp thôi. Ông chỉ cũng hay thiệt. Hay ha. Chỗ thì ông nói thiệt. Ông ngồi ở đằng kia mà ông gặp cái con nhỏ này nè. Đi ra nó trong nhà mình có cái người chết ha, cũng nói khỏi cần nói ông dòm mặt nhỏ kia ông nói rồi nhỏ kia mới điện gì nói trời ông vẫn biết cái gì đó mới chỉ ra rồi ra mẹ ông mới chỉ nó kiếm chạy ra cái kiếm chạy vô lúc nước hồi lúc tắm em uống nước lớn rồi nước đó yếu yếu chảy cái chạy đưa vô gì hoài mà sáng một đêm đó mà nó không có trôi vô trong nó ngược trở ra ngày này cả tiền 400 thước, 300 thước. Dạ. Lúc mình đưa anh Biển về đó chú là người nhà mình phát hiện hay là người ở xóm phát hiện đó chú? Người nhà không à, bị gì ổng chỉ đó em. Rồi cô bác người ta dắt nó, người ta mò không được, người ta về. Tại vì mình chạy gặp ông thầy, ổng nói gì hay mà trời vậy. Chạy rồi mãi hỏi ông về viết cái gì, kiếm, dắt rồi kiếm, rồi gặp nó. Rồi về ba mấy người em ruột của nó, chúng đây bơi thằng kia bước xíu. Dạ. Hai con cho chú hỏi coi rồi tự gắm gài nữa tháng nay có nhớ cha không? Tối ngủ có được không? Được. Nhớ cha nhiều không? Rồi ngày nào cũng có đốt nhang cho cha không? Đốt có niệm Phật không? Gán niệm Phật nha. Tình, con có nhớ cha không? Có. Thấy con vô tư quá à. Nó nói chuyện nhiều hơn gái chú ơi. Thằng nhỏ nói chuyện nhiều. Ừ. Mà có mấy con sao nó ít nói chuyện. Vậy đó, tại rồi ngủ không có gặp ba về thăm hả? Không. Khang có không Khang? Không có. Chú từ khi mà hai bé này như vậy đó chú thì mới bị gần đây hay là đó giờ là ít nói vậy luôn chú? Mấy anh em nói không, nó cũng nói chuyện qua lại như vậy đó. Mà cái gặp người lạ hồi nào ít có chút chút cái người lạ đó, người nó gặp cái làm gì nó sợ. Sợ. Mắc cỡ, nó chắc, hẳn là mắc cỡ.
Nếu là đó giờ cũng không có tiếp xúc chơi với ai nhiều hay chú? Đúng rồi, ở trong quê. Nghỉ học ở đây suốt ha? Nó không có học, coi như mất học không luôn. Có học. Tới bây giờ thì coi như dốt luôn hẳn, không có biết được một chữ nào. Tức là sanh ra tới giờ là không được đi học luôn. Dạ. Rồi vậy biết biết xài tiền gì không chú? Biết, rồi xài ra ra rồi biết cho nào. Giấy là từ một biết tới giấy 100 ngàn, ủa 500 ngàn. 500 ngàn. Ừ. Không có biết chữ mà biết xài tiền, biết dành hay ha. Ai gì? Cho tiền tắm nhiêu biết không Tình? Biết luôn ha. Người ta cho tiền mừng không? Mừng. Hồi nãy là cho tờ gì? 500 với 200. Biết đếm không? Con biết đếm tờ đó không? Con biết đếm mấy triệu được không? Đâu đếm thử rồi. Chú đưa cho cháu đếm thử coi chú. Hồi nãy giờ chưa đếm nữa, chú đếm lại coi đủ không? Rồi bây giờ ông nội đưa tiền lại nè, con đếm cái này coi được bao nhiêu tiền ha. Đâu tờ nào, tờ 200 đâu, kiếm tờ 200 coi. Rồi con đếm coi Tình, đưa cho Tình nguyên cọc đó đếm đi. Con đếm cái đó được mấy triệu? Đâu con cầm hai tay con đếm đàng hoàng coi. Đếm con đó. Đếm lớn lên. 3 triệu. Ừ. 5 triệu. Mấy triệu nói đàng hoàng? 5 triệu. Thiệt không? Ồ hay dữ ta. Giỏi vậy ha. 5 triệu là ít hay nhiều? Ít hay nhiều? Nhiều quá. Nhiều là mình mua được cái gì được nè, mua được cái gì lớn nè. chú bỏ túi đi chú, để nó bay. Dạ. 5 triệu của chú Hải bên Mỹ gửi cho hai con đó để mua quần áo cũng như là sau này mua đồ ăn đồ uống. Nhưng mà ông nội thì có nói là có một người giúp được một số quần áo rồi. Do đó là cái số tiền này ông nội sẽ để dành vậy cho hai con sau này với trang trải mua đồ để cúng ba con nha. À, mình cũng dạ, mình cũng không có làm gì ra tiền, do đó hai con cố gắng mình sống tiết kiệm và gắng cố gắng nghe lời ông nội cô chú gì đó, rồi sai cái gì mình làm cái đó, những điều tốt đẹp chứ mình không có nghiện game, không có đi chơi đây đó cái này cái kia, kênh gạch không nguy hiểm. Dạ, nghe ông Tình được không? Ai cũng biểu con đừng nói chơi không hả? Sao kỳ vậy? Phải game. Phải game. Trời khuyên cho chơi đừng chơi game không chịu. Con ngồi đàng hoàng con vẫn đắc đắc chỗ mấy cô bắt lên. Gắng nghe lời ông nội nha với mấy cô á. Cái phần mộ của anh Biển thì giờ đây là cũng hoàn thành hết hả chú? Dạ hoàn thành. Tôi giờ mấy nhà tôi dọn dẹp rồi, cái chỗ nào mà nó hơi khuyết đất rồi tôi bỏ vô thì cô coi cho anh được. Mình đó là xây với dán gạch luôn hả chú? Nhà dán gạch luôn, mình sẵn có cái cơ hội này đó mình làm luôn để yeah. Sau này kêu thợ để mình nó đặt nó công. Rồi cái căn nhà của anh Biển á, thì hai đứa con về đây ở thì căn nhà bển mình nữa sẽ dở hay gì chú? Chắc phải dỡ bỏ chứ để hoài rồi yeah. Cũng kỳ. Dạ thà mình tháo ra chứ mình không nên để nhà quan. Đúng rồi. Dạ yeah. Tại vì hai đứa nhỏ này về đây ở tạm thời rồi sau này cô hai sẽ rước về ngoại nuôi rồi. Chắc cũng mấy cô mấy dì hùng tiền nhau để cùng nhau chăm lo cho hai cháu hả chú? Dạ. Hai con ơi, cho chú hỏi nghe là từ khi mà người mẹ của mình á hay tin ba mất như vậy đó tới giờ đây giờ này thì mẹ có gì về thăm hai con không? Không có. Có điện không con? Không có điện không có ấy chân ha. Hai con có biết mặt mẹ của mình không? Lắm. Mẹ bỏ hồi lúc nhỏ hả chú? Hồi nhỏ. Chàng ơi, bởi vì đâu có biết mẹ đâu. Mày cũng hiền quá không đi đâu chơi hết trơn nè. Rồi biết nhà ông ngoại không con? Dường như bà hổm có ông ngoại vô không chú? Không có. Không có luôn. Ông ngoại, anh vợ. Ông ngoại ông cũng đi mà có người anh vợ. Người anh vợ ha. Anh vợ của thì ra nó. Hai con có thể dẫn ha, hai chú ra ngôi mộ thăm lại cha con ha. Thì hai cháu sẽ dẫn mấy anh em mình đi ra thăm ngôi mộ của anh Biển nè. Ôi ôi, ủa ông bự gần hết. Kìa. Hết hồn của ông kìa. Ai ở miền Nam thì sẽ nhớ đến. Không có động nữa thôi à, ông đi câu à. Ơi, trước mắt của chú anh chị đây là ông gừng của chú anh chị. Và nó đóng rất là tổ, rất là lớn luôn nè. À, quá xá luôn rồi nè. Cả triệu con luôn. Đóng trên một cây xài của chú anh chị, có mấy trái xài trên đó kìa. À, và ông này nó cũng hiền ha.
thì nghe cô chú ở đây nói thì chừng nào mình động tới nó mới bay ra và nó kiếm chuyện với mình, còn mình không có gì thì nó sẽ bình thường nha. Và đây là một cái ổ ong, nó dính trên cây sài nè, mặt rất là nhiều luôn cô chú anh chị. Nó bu nè, nói chắc là nó bay ra kìa, giờ gần tối nó bay ra nhiều luôn á. Cô chú anh chị thấy nó bay không? Ủa ngộ ta, giờ này giờ ngủ cho nó ngủ nó bay ta. Ê, hình như nó kiếm chuyện với mình các bạn ơi. Ồ, nó bay ra kìa. Có hình người rồi, nó kiếm chuyện các bạn ơi. Quá xá nó bay luôn rồi kìa. Ừ, ôi, cái chịu con bay ra rồi. Có người lạ là nó vậy đó ha chú. Ôi, bay kìa. Cái chịu con luôn. Cái này mình có lấy mặt cái lần nào chưa chú? Chưa. Cô chú anh chị xem. Là cá chịu con luôn nè. Quá xa bay luôn rồi. Chưa có mặt. Đây là một của anh Biển nè. Lê Hoàng Biển cũng hoàn thành nè cô chú anh chị. Cũng kém tài chính. Cái người nó y sinh rồi cái nó yếu. Yếu cái hơi có hơi bắt đầu là sáng này buổi sau cả 10 giờ là mới sáng 9 bữa ăn 18 19 gì. Là qua buổi sau xây luôn á ha. Dạ. Mới đem ra thì có mấy ông thợ trực tiếp ở đây mấy ông làm cấp tốc trong một cái ngày đó. Dạ. Dạ. Qua buổi mấy vài buổi sau thì mấy ông trở lại cái làm cho nó đẹp luôn. Tại vì ấy ha. Ờ, được lót gạch đá luôn nè, êm quá rồi. Khang có thường xuyên ra đây không? Có ha, hai anh em luôn hay là có mình anh con? Có mình anh con à. Ghe lau mộ cho ba gì con? Ghe cúng cho ba ha. Ghe nhìn ha. Ghe thăm. Còn cái đó là mình đốt cái gì hả chú? Đốt mà cái mà bao đựng xi măng rồi mặn đó. À, vậy cái này mới vừa xong ha. Giờ cho nó chống mấy ngày đồ đạc đó, nó không thợ mặn. Cái này tốn tiền dữ không chú? Tính ra chắc cũng mấy triệu. Vừa công thợ với vừa vật tư luôn cả mười mấy triệu. Dạ. Hồi rồi thì cô bác với bên nhà hảo tâm giúp hết thì cũng còn thiếu mớ mà như mấy chú giúp thêm nữa thì đủ. Dạ. Nói cộng cho đủ. Rồi thôi vậy hôm nay mấy con đến đây đó cũng gửi trợ giúp một phần nào thêm nữa để giúp cho hai cháu có thêm ít chi phí để về sau lo quần áo cũng như là những cái đó món đồ để mua đồ để cúng cho cha cháu ha chú. Yeah. Mấy con chúc cho chú cũng như là hai cháu được dồi dào sức khỏe, gặp được những cái điều may mắn trong cuộc sống ạ. À. Như vậy thì tôi cảm ơn nhà hảo tâm cùng mấy em mấy cháu đến đây có tâm này. Dạ. Cảm ơn rất nhiều nha. Dạ không có gì đâu chú. Dạ.